Hi, xin chào anh em, mình là Chanh đây. Thì rất lâu rồi mình đã có dịp quay trở lại với các bạn trong chương mục đó là săn kẹo kẹt rốt. Thì hôm nay CryptoLeakVN cũng như là Chanh sẽ thực hiện thêm một video hướng dẫn anh em săn kẹo airdrop cực hot nữa nha. Và để bắt đầu trong chuỗi video này, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện airdrop dự án Bbrick ở trên nền tảng Honest và đang hot ở thời điểm hiện tại. Thì trước khi chúng ta đến với cái airdrop, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về nền tảng Bbrick. Thì Bbrick là gì? Bbrick là một nền tảng ứng dụng tài chính tập trung trong một. Hệ sinh thái Bbrick được kỳ vọng sẽ là nhà sản xuất thị trường tự động hóa đa chuỗi và chéo chuỗi AMM, nông trại nè, cho vay, nền tảng gây quỹ, Loanpass, dự đoán NFT và hơn thế nữa. Mục tiêu của Bbrick là hướng tới xây dựng một cánh cổng kết nối B Network và các chuỗi chặng khác, hỗ trợ sự phát triển của B Network và giới thiệu ứng dụng B cho cộng đồng. Và tiếp theo đây thì sẽ là phần lưu ý quan trọng. Các kèo săn airdrop retro không chắc chắn anh em sẽ có thể trúng thưởng. Chanh và đội ngũ sẽ chọn lọc đánh giá những kèo có tiềm năng cao, dự án chất lượng để hạn chế rủi ro ở mức tối thiểu cho mọi người ha. Các kèo retro sẽ được chọn là ở các dạng testnet hoặc cung cấp thanh khoản hoặc là min NFT với một số vốn rất là nhỏ. Các dự án mà đội ngũ CryptoLeakVN cũng như là Chanh chia sẻ với mục đích là cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Mọi người phải có những quyết định và cân nhắc kỹ, quản lý vốn phù hợp với từng anh em. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với đó là cái chuyên mục Airdrop. Thì trên màn ảnh của các bạn đang là một cái trang web của Honest để thực hiện cái Airdrop của Bbrick Railway. Phần thưởng sẽ là 20.000 Bbrick dành cho những người may mắn. Và ở giao diện chúng cũng đã thấy được là hiện tại thời gian và giải thưởng sẽ được công bố ở trên cái trang web này. Và anh em cũng có thể đọc tài khoản đăng ký Bbrick tham gia và nhận thưởng lên tới 20.000. Và phần thưởng sẽ là 10.000 Bbrick dành cho 2.000 người đầu tiên đăng ký tài khoản và 4.000 Bbrick dành cho 800 người may mắn giới thiệu ít nhất là 2 người bạn và 6.000 Bbrick dành cho top 50 người giới thiệu tối thiểu. Và điều khoản của chương trình thì chương trình diễn ra bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 và lúc 20 giờ cho đến hết ngày 18 tháng 12 cũng là 20 giờ là chương trình sẽ kết thúc, và hiện tại chúng ta vẫn còn 4 ngày và 3 tiếng nữa. Phần thưởng sẽ được tự động chuyển vào app Bbrick của người dùng hợp lệ đã xác nhận trong vòng 15 ngày kể từ khi thời điểm kết thúc chương trình, và chỉ những người tham gia hoàn thành tất cả các bước thì mới được tính là hợp lệ. Còn cái việc thực hiện như thế nào Chanh sẽ hướng dẫn cho mọi người ngay sau đây thôi ha. Và Bbrick có toàn quyền quyết định về việc hủy bỏ cũng như thay đổi điều kiện chương trình. Và đây, theo dõi Twitter Anonymous để cập nhật chương trình Airdrop mới nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái chương trình Airdrop. Và đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên chúng ta đăng nhập tài khoản Honest của chúng ta. Đây, ở đây có một nút đăng nhập nè, các bạn đăng nhập vào. Ok, đăng nhập tài khoản Honest vào, đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, chúng ta sẽ bấm vào mục tham gia Airdrop ở bên góc trái nè, cái mũi tên này ha. Click vào, đây là bước thứ hai. Bước thứ ba là chúng ta sẽ phải thực hiện toàn bộ những nhiệm vụ mà cái nền tảng Bbrick yêu cầu. Và sau đó chúng ta sẽ nhập Bbrick username của mình vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mình làm từng bước ha. Bây giờ mình sẽ làm bước đầu tiên, đó là đăng ký Bbrick app. Chúng ta get Bbrick này. Khi mà các bạn đăng ký rồi thì các bạn có thể lui về ha. Các bạn đăng ký rồi các bạn có thể lui về ha. Đây, tại vì mình cũng đã đăng ký từ trước cái tài khoản Bbrick. Và các bạn muốn tìm hiểu hơn về cách đăng ký tạo tài khoản, các bạn có thể ra truy cập vào cái kênh YouTube Bbrick để có thể xem cái video hướng dẫn nha. Và bước thứ hai là theo dõi Bbrick này. Đây, follow Twitter nha. Đây, chúng ta sẽ đi qua Twitter. Nó sẽ tự động chuyển hướng cho mình, mình chỉ cần follow vào đây. Đây là bước thứ hai. Click vào follow. Đó, chúng ta trở lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bước thứ ba là retweet bài viết và tag 3 người bạn của mình vào trong cái bài viết. Đây, mình sẽ tag và retweet nha. Đây, tag vào. Và chúng ta bắt đầu thực hiện cái cú pháp là retweet của cái nhiệm vụ lần này. Chúng ta bấm retweet nha. Chúng ta bấm retweet nè. Các bạn chỉnh sửa xong rồi các bạn retweet nha. Các bạn chỉnh sửa là các bạn add 3 người bạn của mình vào. Đó, mình không có nhiều thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, mình chỉ add một bạn thôi. Add xong rồi mình tweet. Đó, mình đã retweet thành công. Khi mà retweet thành công á thì các bạn làm sao? Khi mà các bạn retweet thành công xong, các bạn sẽ trở về. Trở về là nhiệm vụ đã hoàn thành này. Đó, retweet xong, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Và nhớ nha, trong ở cái retweet lúc nào cũng phải có những cái dòng hashtag này.
đó là nhiệm vụ cần làm. Và nhiệm vụ thứ tư mà theo dõi tin tức Beefreak, bấm vô John Channel này đó. Ta sẽ mở, ok, chúng ta sẽ bấm Join đó, xong rồi chúng ta trở về. Bây giờ chúng ta sẽ tham gia cộng đồng Beefreak John Group đó. Từng bước join vào đó. Thế là xong nhiệm vụ thứ năm. Nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ cần là add cái username ID Beefreak. Khi mà mình đã tạo tài khoản mình vào cái phần thông tin, mình lấy cái mã và mình gửi vào đây, nó tương tự như là cái mã ví MetaMask mà chúng ta thường hay sử dụng trong các cái airdrop vậy đó. Và đây, ngay bây giờ chúng ta sẽ add vào cho mọi người xem ha. Đây, mình đã copy sẵn rồi. Sau đó mình add vào, xong rồi bấm tham gia airdrop. Nhớ là sao chép cái link này để giới thiệu cho bạn bè, để chúng ta gia tăng điểm số, để có cơ hội nhận được những cái điểm để chúng ta có cơ hội cao để trúng thưởng airdrop nha mọi người nha. Và bước cuối cùng chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ bấm tham gia airdrop, click vào tham gia airdrop thành công. Đó, chúng ta sẽ trở ra và chúng ta đã tham gia chương trình rồi. Hiện tại chúng ta đã gửi về nè, tham gia airdrop thành công. Và giờ chúng ta chỉ cần đợi thời gian thôi. Và các bạn có thể share cái link này ở đây cho bạn bè của chúng ta có thể tham gia chung ha. Đó, và đó là các bước để chúng ta thực hiện được cái airdrop lần này. Nó cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có gì khó so với những cái airdrop mà Chanh đã từng làm cho mọi người ha. Và như vậy thì em đã thực hiện xong cái thao tác airdrop săn kèo trên cái nền tảng Onus với dự án Beefreak. Thì Chanh và đội ngũ sẽ cho ra mắt những video săn kèo tiếp theo. Anh em nhớ theo dõi kênh và không bỏ lỡ bất kỳ những cơ hội kiếm tiền miễn phí. Và nếu có bất kỳ mọi khó khăn nào khi thực hiện, anh em hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng với CryptoLeagueVN. Và anh em cũng đừng quên là like, share và subscribe kênh tin tức của CryptoLeagueVN để liên tục cập nhật những thông tin thị trường crypto mới nhất nha.